Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khán ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ sau đồ cầu thủ Tống Kim cho anh em xem. Và anh em cùng xem show các xếp bảng top hiện tại trong tuần vừa rồi. Thì chúng ta thấy là Nader Bảo đang xa top 1, 38 cái, SG Bảo Ngọc top 2, 34 cái, vật phẩm. Top 3 là Hình Ca, Thiếu Yên 16 cái, vật phẩm. Gà Con, Võ Đan 16 cái vật phẩm. Như là top 1, 2, 3, 4 có thưởng này mà. Còn tưởng đem tử top 10 không có thưởng như nào mà. Rồi, anh em cùng xem xếp đồ của Nader Bảo đang xa top 1 này nè mà. Hiện tại đang là một trong những ạc Thiếu Yên nè. Đây anh em còn nhìn sâu qua Thiên đang có cho mình đó là dòng băng hội trên đầu nè mọi người, quốc chủ rồi nè, tấm quốc chủ trên đầu này nè thôi. Là đã được một cái đen cũng có một cấp rồi. Một cái đen cũng có một cấp. Đó. Cái thứ hai là một cái áo Newton, cái đen cũng có một cấp cực phẩm. Úi trời ơi, cái áo này hiện tại server là hơn 10 triệu áo này đó nè. Hơn 10 củ áo này đó mọi người. Là hai cái đen cũng có. Kèm với Huy Phong cái đen dán sơ bằng một cái nữa là ba cái đen cũng có. Rồi, kèm với nhắc kỹ trên đầu nữa nè. Nhắc kỹ thì trên ạc ai cũng có, anh em cắn cái nhắc kỹ sẽ có thôi. Thì tính ra ạc này sơ sơ là có cho mình là bốn kỹ năng vốn có nè mày. Ui, tối hôm nay ạc này không đánh top 1 nữa thôi, nhìn nhức nách luôn nè mày. Không top 1 nữa thôi ra luôn á. Bốn kỹ năng vốn có và thí yên tâm này, bốn kỹ năng vốn có khả nhớ không nhầm thì ạc này chắc hiện tại đang lực tay phải ít nhất phải trên 15k nè mày. Trên 15k lực đam. Trên 15k lực đam. Vãi thiệt. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng xem sơ qua những món đồ còn lại nha mày. Khả muốn giới thiệu anh em đó là một cái bao tay xanh mắt ọp hoàn toàn nè. Một tay nó có thể nói là bao tay xanh cực phẩm 2540 sinh lực nỗ lực. Bao tay này thấy mang thì cũng khá đẹp anh em mà. Và có cho mình được phòng thủ 25 và làm chậm 40. Bao tay này vô chắc khả nghĩ vô đói nè, vô giá là không biết giá nè mà. Bao tay này những tiền không nè mà. Rồi, bao tay này thiệt sự vô đói nè mà. Server hiện tại có cái này là đầu tiên server, chưa có cái thứ hai nha nè. Xem bộ đồ tím mà sang được bao tay như thế này là quá chắc rồi. Không biết mua bao nhiêu tiền đó. Vấn đề tiếp theo là anh em sẽ sở hữu tiếp tục xem cho mình một cái gia truyền khá cả 12 kháng lâu 13 của mọ hờ mọc của Thủy hờ mọc của hờ Thủy Thứ Yên mang thì sẽ kích nha nam. Kháng cả 12 gia này server chắc cũng hàng độc nữa mà. Chưa có gia nào mà đẹp như gia này luôn á. Rồi, tiếp tục một cái nón chống 40 dòng 1 sinh lực nỗ lực thì Thứ Yên thì lấy ưu tiên nội lực nha nam. Nội lực 79. Một cái đao chống 40 sinh lực nỗ lực và cái này thì bù lại sinh lực cao 133. Thì anh này đang có cho mình 80 chón nha nam. 80 chón và kèm với bao tay. Và ngọc bội là 80 chậm nha nam. 80 chón 80 chậm. Rồi. Sở hữu tiếp tục đây là một con nhẫn có thể nói là nhẫn nô 1 kháng lôi 30, nỗ lực 44. Nhẫn này cũng khá là chắc anh em à. Một đôi giày tóc 40 kháng lôi 27 dành cho Thiên. Nói chung là như thế này cũng gọi là thừa thôi. Nếu mà thí dụ tiết ảnh nó tầm này thì tóc cũng khá là tốt. Ồ, tính ra bốn kỹ năng thì đôi giày này đẹp mà đây mà, vượt đúng tóc luôn á. Chứ nếu mà không không là tiết ảnh nó khoảng tầm 56. 56 mà tầm này kỹ năng nhiều, thằng ấy tiết ảnh ông này chắc cũng phải lên 6 mấy rồi. 6 mấy mà kèm với cái giày này này, kèm với cái giày này nữa thì quá ok rồi. Đúng không? Kèm với cái giày này nữa quá ok rồi. Là đạt tốc độ luôn á. Rồi, nhẫn dưới là kháng băng 25, trúng độc 40. Nhẫn này cũng thể nói là nhẫn nô 1 luôn em ơi. Nhẫn này ở server chắc phải hơn 10 kim, khoảng 700 nghìn. Nhẫn này cũng tầm, khả nghĩ nhẫn kháng lâu này cũng hơn 1 triệu nè mà. Khoảng 14 cho đến 15 kim ấy. Ngọc bội này hiện tại rẻ nè mà. Ngọc bội này khoảng tầm 1 kim cho đến 2 kim thôi. Đầu server thì 5-7 kim lận nhưng mà tầm này rẻ rồi. Đại lưng kháng lâu 30. Đại lưng này chắc cũng quay đầu cũng tầm 5 kim, 6 kim quay đầu. Đẹp á. Đôi giày này cũng vậy nè mà. Cái vũ khí này thì thị trường server cứ tầm như thế này thì khoảng tầm 5 cho đến 10 kim nè. Giá như thế nào thì mua như thế nào mình không rõ. Nhưng mà Khải còn bán vài cây nè. Như thế này tương đối Khải bán khoảng tầm hơn 10 kim cho đến 8 kim cho đến 10 kim rồi đó. Tùy người mua người bán. Nón này thì rẻ, nón chống dòng 1 sinh lượng lực thì khá là nhiều nè mà. Bao tay này thì sợ Khải không biết giá thôi. Bao tay này thì sợ đỡ mà mua chắc Khải nghĩ chắc vài củ nè mà. Vài củ thì cũng đông. Còn áo này chắc nịt là áo này hơn 10 triệu rồi nha nam. Áo này chắc nịt hơn 10 triệu rồi. Rồi, anh em cùng sơ qua thì ạc này là ạc Thúy Yên nha mọi người. Đẳng cấp 108 nhưng mà thực sự với cái sở hữu cho mình 4 kỹ năng cũng có như thế này thực sự là quá bá đạo rồi mọi. Không gì để chơi rồi. Một áo Newton, một Phi Phong và một dòng Tống Quốc Chủ và một dòng Nhất Kỷ trong người. Thì ạc này đang có 4 kỹ năng cũng có thực sự là với lực tay hơn 15k thì ngày nào đánh có tốt luôn rồi. Đánh quá dữ luôn rồi mọi. Cỡ này chắc là Võ Đan như Khải chắc tạc một hai cá chắc Khải cũng nằm rồi nè mà. Tại vì không phòng thủ nữa.
ông phòng thủ khoảng hai mấy, hai cái gì phòng thủ khoảng cái mười mấy à, kèm với kháng cả này nó các kiểu chắc được 20 nữa mày. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video ngày hôm nay nha, và kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nữa mày. Đây, anh em thấy cầu thủ Tống Quốc Trụ không, nờ Bảo Đăng Sa đó, quá dữ luôn. Tối nay này chắc auto tấm một nữa nè, nhìn vào là biết auto đẹp trai rồi nè mà. Rồi anh em theo dõi đừng quên đỡ đại cho Bảo Đăng Sa như là video của Khải một like sự ủng hộ cho nữa mày, để xem thử những cầu thủ nào tiếp theo Khải sẽ sau thì anh em xem sau ở những video tiếp theo nhé. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nhé mọi người.